Đúng ngày này cách đây 45 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, thu non sông về một mối. Sau một thời gian ngắn thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy, năm cánh quân của ta đã đánh chiếm toàn bộ mục tiêu chiến lược trong thành phố Sài Gòn. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sau huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi đó là một mốc son chói lọi, một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 45 năm trôi qua, quãng thời gian đủ để mỗi người thấy rõ được giá trị, ý nghĩa của ngày chiến thắng. Đó là ngày đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là ngày mở tung cánh cửa độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, ngày hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Đại thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là thành quả vĩ đại của nhân dân ta, thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, thống nhất tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.